Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Biden, bà Harris lần đầu xuất hiện cùng nhau sau bầu cử Mỹ. Ngày 11 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris cùng một số quan chức cấp cao của Mỹ đã tới đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, bang Virginia, nhân ngày cựu chiến binh của nước này, hãng tin AFP cho hay. Đây là lần đầu tiên bà Harris xuất hiện trước người dân kể từ sau bài phát biểu hôm 6 tháng 11 thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 trước cựu Tổng thống Donald Trump. Khi Tổng thống Joe Biden phát biểu trước đám đông, bà Harris ngồi cùng đệ nhất phu nhân Jill Biden và các quan chức khác của Nhà Trắng. Ông Biden nhấn mạnh rằng đây là lần cuối cùng ông có mặt tại Nghĩa trang Arlington với tư cách là Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh quân đội của Mỹ. Trước khi rời khỏi Nghĩa trang Arlington, bà Harris cùng phu nhân là ông Doug Ehrhoff đã tới thăm một ngôi mộ. Nhà Trắng không nói rõ ai được chôn cất tại ngôi mộ đó. Sau buổi lễ, Tổng thống Joe Biden đã bay tới bang Delaware để tham dự lễ khánh thành công trình tưởng niệm ông Beau Biden và thăm mộ con trai. Con trai cả của Tổng thống Joe Biden, ông Beau Biden, là một cựu quân nhân đã qua đời năm 2015 vì ung thư não, căn bệnh được cho là liên quan tới những phơi nhiễm độc hại tại chiến trường Iraq hồi năm 2008. Trong một diễn biến liên quan, đảng Dân Chủ của ông Biden và bà Harris đang đứng trước nguy cơ mất trắng lưỡng viện Mỹ. Tính đến sáng 11 tháng 11 theo giờ Việt Nam, vẫn chưa chắc chắn được đảng nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ vì một số cuộc đua giành ghế ở cơ quan này đang rất xích sao, theo tờ The Hill. Để giành được Hạ viện Mỹ, một đảng sẽ phải giữ được tối thiểu 218 ghế. Theo chuyên trang về bầu cử Mỹ, Decision Desk Esquire. Tính đến sáng 11 tháng 11, đảng Cộng Hòa đang tạm thời dẫn đầu với 216 ghế tại Hạ viện, trong khi đảng Dân Chủ chỉ giành được 204 ghế. Hiện tại, có tổng cộng 15 cuộc đua giành ghế Hạ viện vẫn chưa kết thúc. Đảng Dân Chủ đang dẫn đầu trong 9 cuộc đua, trong khi các ứng viên của đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu trước trong 6 cuộc đua còn lại. Dù phiếu đang được kiểm đếm và chưa có kết quả chính thức, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định rằng Hạ viện sẽ vẫn nằm trong tay đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, đảng Dân Chủ đang nuôi hy vọng rằng họ có thể giành được đa số ghế với tỷ lệ sít sao. Hôm 7 tháng 11, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries nói rằng vẫn chưa biết được ai sẽ kiểm soát Hạ viện vào nhiệm kỳ tới. Một số cuộc đua giành ghế Hạ viện gay cấn đang diễn ra ở một số khu vực như khu vực bầu cử thứ 21 của bang California giữa đương kim hạ nghị sĩ Jim Costa của đảng Dân Chủ và ứng cử viên đảng Cộng Hòa Michael Maher, với chiến thắng đang nghiêng về đảng Dân Chủ. Khu vực bầu cử thứ 9 của California giữa hạ nghị sĩ Josh Harder của đảng Dân Chủ với thị trưởng Stockton Kevin Lincoln của đảng Cộng Hòa, và hiện ông Harder đang dẫn trước. Khu vực bầu cử thứ 6 của bang Arizona với ứng cử viên Dân Chủ Kristen Engel đang dẫn trước hạ nghị sĩ Cộng Hòa Juan Kiskomani. Vào ngày 9 tháng 11, đảng Cộng Hòa tại Mỹ đang tiến gần đến việc giành quyền kiểm soát Hạ viện, một yếu tố quan trọng trong chiến lược chính trị của họ, đặc biệt là khi ông Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 tới. Theo hãng tin Reuters, mặc dù quá trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn, nhưng công ty thăm dò Edison Research đã dự đoán rằng đảng Cộng Hòa sẽ giành được ít nhất 212 ghế trong tổng số 435 ghế tại Hạ viện. Việc đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ông Trump trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự của mình trong nhiệm kỳ sắp tới. Kiểm soát Hạ viện không chỉ giúp đảng Cộng Hòa có quyền lực trong việc đưa ra và thông qua các chính sách quan trọng, mà còn cho phép họ có khả năng ngăn chặn hoặc hạn chế các sáng kiến của phe Dân Chủ nếu có. Mặc dù kết quả vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng do quá trình kiểm phiếu đang diễn ra, sự giành quyền kiểm soát của đảng Cộng Hòa được xem là một bước tiến lớn trong chiến lược chính trị của ông Trump, người có thể tận dụng cơ hội này để củng cố ảnh hưởng và thúc đẩy các mục tiêu chính trị của mình khi trở lại vị trí Tổng thống Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, đảng Cộng Hòa vẫn cần giành thêm 6 ghế nữa tại Hạ viện để chiếm quyền kiểm soát toàn bộ cơ quan này.
Mặc dù kết quả của 19 cuộc đua vào Hạ viện vẫn chưa được xác định, chủ yếu là ở các khu vực cạnh tranh quyết liệt tại các tiểu bang phía Tây, nơi quá trình kiểm phiếu thường chậm hơn, nhưng khả năng đảng Cộng hòa giành thêm những ghế cần thiết vẫn rất lớn. Sự chậm trễ này trong việc kiểm phiếu ở các khu vực cũng phản ánh tính cạnh tranh gay gắt của các cuộc đua, đặc biệt là tại những tiểu bang có dân số đa dạng và tỷ lệ bỏ phiếu cao. Trong bối cảnh đảng Dân Chủ đang tìm cách đối phó với sự tiến bộ mạnh mẽ của đảng Cộng Hòa, chính quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sẽ giúp đảng Cộng Hòa không chỉ đảm bảo sự thống trị trong các quyết sách quốc gia, mà còn có thể định hình lại chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ trong những năm tới. Ông Trump đề cử đồng minh thân cận cho vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đề cử một trong những lãnh đạo cấp cao nhất của đảng Cộng Hòa ở Hạ viện Mỹ giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, hãng tin Reuters cho hay. Trong một tuyên bố gửi tới giới truyền thông hôm 11 tháng 11, ông Trump viết: "Tôi rất vinh dự đề cử chủ tịch Hội nghị Cộng hòa tại Hạ viện, Ellie Stefanik, phục vụ trong nội các tương lai của tôi với tư cách là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc." Ông Trump mô tả bà Stefanik là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn và thông minh vì mục tiêu nước Mỹ trước tiên. Bà Stefanik chưa đưa ra bình luận về lời đề cử của ông Trump. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon đã chúc mừng bà Stefanik, mô tả nữ chính khách này là người có sự sáng suốt, không lay chuyển về mặt đạo đức và chúc bà thành công trong việc kiên định bảo vệ sự thật và công lý. Bà Stefanik, 40 tuổi, là hạ nghị sĩ đại diện bang New York, quê nhà của ông Trump và đang là cấp lãnh đạo cao thứ tư của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ. Bà Stefanik được biết tới là một đồng minh trung thành của ông Trump. Bà Stefanik đắc cử hạ nghị sĩ lần đầu tiên vào năm 2014 và đã tái đắc cử trong tất cả các cuộc bầu cử trong 10 năm qua. Trong cuộc bầu cử năm 2024, bà Stefanik được xác định giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ của đảng Dân Chủ là bà Paula Collins. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, có một số đồn đoán rằng bà Stefanik có thể trở thành đối tác liên danh tranh cử của ông Trump. Nhưng người sau cùng được ông Trump lựa chọn là Thượng nghị sĩ J.D. Vance. Sau khi được xác định giành chiến thắng trong bầu cử Mỹ năm 2024, ông Trump và đội ngũ của mình đang tất bật lựa chọn những ứng viên cho các vị trí quan trọng trong nội các tương lai. Ngày 7 tháng 11, cái tên đầu tiên được công bố là bà Susie Wiles, một trong những cố vấn kỳ cựu nhất của ông Trump, được nhắm tới cho vị trí chánh văn phòng Nhà Trắng. Điện Kremlin, ông Trump sẽ khó đoán hơn ông Biden. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng chính sách của ông Donald Trump một khi trở thành Tổng thống Mỹ sẽ khó dự đoán hơn so với chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện tại. Ngày 10 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng chính sách của ông Donald Trump một khi ông trở lại Nhà Trắng sẽ khó dự đoán hơn so với chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện tại, theo đài RT. Trả lời phỏng vấn đài Russia 1, ông Peskov nói rằng không rõ liệu ông Trump có thực hiện các lời hứa mà ông đưa ra lúc vận động tranh cử hay không. Bình luận về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 nói rằng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris của Đảng Dân Chủ là ứng viên yêu thích của ông. Ông Peskov nói rằng ông Putin đặt cược vào tính dễ đoán của chính quyền tiếp theo. Đường lối mà Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris sẽ theo đuổi cho đến khi rời Nhà Trắng khá dễ đoán. Ông Trump khó đoán hơn về vấn đề này và cũng khó đoán hơn về cách ông ấy sẽ tuân thủ các tuyên bố đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử, ông Peskov nói. Theo người phát ngôn, trong lúc vận động tranh cử, ông Trump đã nói về mong muốn chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này phân biệt ông với hướng đi của chính quyền Mỹ hiện tại. Ông Peskov giải thích rằng ông Trump nói về hòa bình, chứ không phải nói về đối đầu như chính quyền hiện tại. Phía ông Trump và Nhà Trắng chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov. Trước đó, ngày 7 tháng 11, ông Trump nói rằng ông và Putin có thể sẽ nói chuyện trong tương lai gần, trong khi nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng sẽ sẵn sàng nghe điện thoại, đồng thời nêu khả năng ông sẽ gọi cho ông Trump trước. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng một trong những kế hoạch mà ông Trump đang cân nhắc cho xung đột Nga-Ukraine bao gồm việc yêu cầu Kiev từ bỏ mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai gần và đóng băng xung đột theo tiền tuyến hiện tại. Moscow đã loại trừ khả năng đóng băng xung đột, nhấn mạnh rằng nước này sẽ hoàn thành tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!